không biết điều. Hả? Sao ngu, ông còn tầm bậy nữa. Ông muốn đánh tôi phải không? Muốn đánh tôi phải không? Hả? Muốn đánh tôi phải không? Thôi mà chơi đi. Chơi ông liền nè. Chơi ông liền nè. Chơi ông nè. Chơi ông nè sao bệnh? Chơi ông. Chơi ông nè sao bệnh? Chơi ông nè. Chơi ông sao bệnh? Chơi. Chơi. Trời ơi. Tám số mô. Tám số mô. Trời ơi sao té nằm bất động sản vậy? Bớt người ta, bớt người ta. Ông sao bệnh? Đánh rồi tám xịt máu mồm máu mũi rồi nè. Tầm bậy. Bớt người ta. Tầm bậy. Trời ơi, cái này bà tự dưng mà, bà tự dưng, bà tự nguyện. Ta đâu có đánh bà cái nào đâu. Không phải tại tôi. Không phải tại tôi. Trời ơi. Giờ có mình bà. Sao giờ? Sao giờ? Tâm chú Bồ. Tâm chú Bồ. Hãy thở đi em. Hãy thở đi. Thở đi. Ồ, thở rồi. Hồng học như con heo rồi. Khỏe rồi. Về cho rồi. Thích lên thì tôi lên. Mày đặt ăn dạ. Đánh hóng. Đánh hóng cái gì? Cái bọn gì nữa? Cố ý gây thương tích ta mà còn nói nữa hả? Trời ơi, để cho ông biết ông thế nào là lễ độ nha. Cho ông biết nha. Tôi sợ bà quá. Sợ, tôi sợ ông quá. Làm riết người ta quen tay, thấy mặt là đưa biên bản, thấy mặt là đưa biên bản rồi. Lại cái chuyện gì nữa đây? Sao ngày nào cô chú cũng lên đây hết vậy? Đây đâu phải như là cái chợ đâu mà ngày nào cô chú cũng lên. Dạ không, thưa chú em. Dạ hôm nay á là đến đây á là tôi có một cái chuyện rất là nghiêm túc rõ ràng này nghe chú em. Tôi muốn kiện thằng cha già này nè, chả cố ý gây thương tích cho tôi đó chú em. Chưa hết đâu, ông cố ý ông đẩy tôi, ông xô tôi, cho dập lỗ mũi rồi bầm chân tôi nữa, rồi gãy giò tôi nữa đó chú em. Tôi muốn thưa chả, tôi muốn kiện chả. Chú em bỏ tù chả đi chú em. Nào, một á là phải tù chung thân, hai là tử hình, còn không thì tam ban triều điển để cho ông uống thuốc độc đi. Nín đi bà nội. Bà khùng muốn gì vừa. Bà nhiễm phim mà lậm cả lương quá rồi. Mà tam ban triều điển ở đâu mà thời buổi hiện đại này mà tam ban triều điển. Mà bà nghĩ sao ạ? Đây, hỏi chú đàng hoàng. Nước mình có luật pháp đàng hoàng, đúng không? Cái này phạm tội gây thương tích thôi mà. Đó. Cùng lắm á là phạt hành chính, thấy không? Chứ đâu có đến nỗi mà tù chung thân rồi cho uống thuốc độc là tử hình. Cùng lắm là phạt hành chính, đúng không? Thì ra là ông thừa nhận ông quánh tôi rồi phải không? Phải không?